Bộ Nội vụ vừa có thông tin về việc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại đức Thích Nhuận Đức. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đây có kiến nghị gửi đến Bộ Nội vụ về vụ việc gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý nhà Phật, gây phản cảm bức xúc trong cộng đồng dân cư. Việc này diễn ra thường xuyên kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc, nhắc nhở hay xử lý, từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể gây ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ. Cử tri đề nghị cần có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên, đồng thời xử lý nghiêm chức sắc, nhà tu hành vi phạm. Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức. Trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua cũng nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo có thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược giáo lý Phật giáo, gây phản cảm và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc. Theo đó, Bộ Nội vụ đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc Phật giáo, lan truyền trên các trang mạng xã hội, không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam. Xử lý nghiêm chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên. Trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đại đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài đăng có nội dung gây hoang mang dư luận, chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa nhập thất sám hối tại chùa Phật Quang. Bên cạnh đó, cấm Đại đức Thích Nhuận Đức không được thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất tại Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ cũng cho biết đã phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn nhằm đảm bảo đúng quy định hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước. Chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin, kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, trong đó có những sai phạm trong phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành để kịp thời xác minh xử lý. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật. Không để lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo kích động tín đồ tôn giáo, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Liên quan đến thông tin ông Vương Tấn Việt tức Thượng tọa Thích Chân Quang chưa có bằng cấp 3 bổ túc văn hóa, kết quả xác minh ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với cơ quan an ninh để điều tra nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến bằng cấp của ông Vương Tấn Việt. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, khi có các thông tin về văn bằng của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị cơ sở giáo dục liên quan báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời cùng lúc tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh và phối hợp xác minh làm rõ thông tin, minh chứng trên tinh thần và nguyên tắc kỹ lưỡng, cẩn trọng, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Về nghi vấn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay dư luận đang căn cứ vào văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời Ban Tôn giáo Chính phủ để cho rằng ông Vương Tấn Việt không có bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa hoặc chưa tốt nghiệp cấp 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bước đầu xác định được việc nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác. Cụ thể, xác minh đó có đúng là văn bằng của ông Vương Tấn Việt về các thông tin như vậy hay không? Nếu thông tin văn bằng nói trên không trùng với thông tin văn bằng do ông Vương Tấn Việt sở hữu, thì cần tiếp tục làm rõ theo các kênh khác. Liên quan tới việc xác minh hồ sơ quá trình đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ quá trình đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hồ sơ quá trình đào tạo về cơ bản không trái với các quy định pháp luật áp dụng cho trường hợp người học Vương Tấn Việt. Trong hồ sơ thể hiện một số thiếu sót trong quá trình đào tạo nhưng đã được khắc phục trong quá trình đào tạo đó. Về thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thành lập hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Thông tin ông Vương Tấn Việt có bằng tiến sĩ nhưng chưa có bằng cấp 3 tiếp tục gây xôn xao dư luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh câu chuyện này như công tác tuyển sinh, quy trình kiểm tra rà soát văn bằng hiện nay phải chăng đang có những lỗ hổng? Liệu rằng còn có bao nhiêu ông Việt nữa? Cán bộ một trường đại học cho biết, câu chuyện này nhìn rộng ra thì đó là một vấn đề rất hệ trọng của ngành giáo dục và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước. Vì các cơ quan nhà nước thì tiêu chuẩn bằng cấp học vị vẫn là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì có các bài thuyết giảng lan truyền gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Chân Quang có nhiều lý giải dẫn dụ về nhân quả, gây xôn xao dư luận như hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hoặc trồng cà phê. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm. Mấy người trồng cà phê là bị ma nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ ma nghiệp rất nặng. Là một số luận giải về nhân quả gây xôn xao của Thượng tọa Thích Chân Quang. Mức kỷ luật với Thượng tọa Thích Chân Quang là không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và những địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Nhiều người cho rằng mức kỷ luật này không quá nghiêm khắc nhưng cũng hợp lý với người tu hành để họ có thời gian tĩnh tâm suy xét việc mình đã làm. Tuy nhiên mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Cụ thể, kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 như sau. Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Luật Hưởng Đông cho biết, cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra về bằng cấp 3 và cả quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt tại các cơ sở đào tạo. Cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định đối với bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt nộp tại cơ sở đào tạo và tài liệu có liên quan trong quá trình học tập. Dựa vào kết quả giám định và kết quả xác minh, nếu có đủ căn cứ, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội danh như tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức hoặc giả mạo trong công tác, quy định tại các điều 341, 359 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 341 quy định rõ, người nào làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Một thượng tọa trụ trì ngôi chùa nổi tiếng cho biết, ngũ giới tức 5 giới, căn bản nhất của người xuất gia phải tuân thủ là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, tức nói dối, dối trá, lừa đảo, không uống rượu bia, ma túy. Thượng tọa Thích Chân Quang đã phạm giới luật căn bản của Phật chế cho người xuất gia là vọng ngữ, dối trên, lừa dưới. Hiện tại, quy định phải có bằng cấp 3 mới được thọ giới. Với trường hợp của thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng cấp 3, mà vẫn được thọ giới là không sai, vì thời điểm đó chấp nhận việc này. Điều 82 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rõ về hình thức kỷ luật với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm giới luật, hiến chương, quy chế, nội quy của giáo hội. Tùy theo mức độ vi phạm, giáo hội sẽ xử lý theo giáo luật. Mục 3 điều 82 nêu rõ, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị hạn chế quyền công dân do vi phạm pháp luật thì đương nhiên mất tư cách là thành viên của giáo hội.